Ok, mình sẽ đấu đối thủ Nga. Cái này chúng ta sẽ đánh như nào đây? Lên mã đi. Bỏ tốt luôn. Lên đấy. À, chiếu chiếu chiếu. Này. Đánh được phết nhỉ. Không sao. Mình sẽ chơi khai cuộc mới. Về hậu quân đôi nha. Được một tốt mà ngon à. Ra xe. Ok, mình sẽ tránh đen đẩy tốt xuống. Lên tốt này phèo luôn. Về mã. Về mã đấy. Có vẻ đen không muốn nhập thành, không dám nhập thành. Đây, tốt lên. Cho đi xin. Đây tiếp. Chúng ta thấy là đen không nhập thành, quân vua giờ đang rất nguy hiểm. Học chết thành công làm sao được? Mã về. Vào vua cũng vào vua như chết thành công luôn. Dạ tốt đi. Nên nát cờ rồi. Chạy mã phát là mình chiếu ngay. À, chạy vua. Chấp nhận mất mã. Chạy ra đấy. Ăn đây sao? Hậu ăn tượng chiếu hết. Ok. Ra xe giữ.
Chiếu phát lùi về. Lột sạch quân của đen. Lên hậu đấy. Đánh thủ này khó nhỉ. Chưa biết làm gì. Quê, mình sẽ đưa hậu vào đây và nhét vào đây là hết. Bắt đen phải đuổi. Đuổi hậu. Trời tốt đi. Hậu cái xem nào. Chịu thua luôn. Nên như thế. 6 phút nữa giờ mình sẽ chơi thêm ván 3 phút nữa. À 6 phút nữa là reset. Reset máy chủ. Sau mình sẽ kết bạn với một số bạn. Rất đông và hung hãn. Những đối thủ trong tương lai của ZTC. Bấm mãi mà vẫn 200 cộng. Bấm mãi hơn 200 cộng. À do dòng máy thôi. Ở đây, tôi rồi đây. Rồi, hết.